quý vị khán giả, gia đình của bé Khải Anh và Khải Toàn đang đứng ở vị trí chuẩn bị cho vòng đặc biệt của chúng ta. Vòng đặc biệt sẽ có rất nhiều những phần quà hấp dẫn, nhưng mà mình phải chinh phục từng cấp bậc một qua những cái câu trả lời đúng của mình. Ở cấp bậc đầu tiên, để lên được đây, mình sẽ phải trả lời đúng 2 câu hỏi. Cấp thứ 2 sẽ là 3 câu, cấp 3 sẽ là 4 câu, cấp 4 sẽ là 5 câu và cấp 5 sẽ là 6 câu để có được cái món quà đặc biệt này. Sẽ mở quà ra cho cả nhà mình coi đó là gì nhé. 1, 2, 3. Chiếc xe tay ga trị giá 60 triệu đồng. Còn hai con sẽ có cơ hội giúp đỡ cho ba mẹ của mình bằng cách là đổi quà để lấy thời gian. Nếu như thấy thời gian ba mẹ không còn bao nhiêu nữa, không đủ để trả lời, thì chúng ta có thể đổi những món quà ở đây. Món quà ở cấp 1 mình đổi được 5 giây, cấp 2 10 giây, cấp 3 15 giây, cấp 4 20 giây được cộng vô cho ba mẹ để ba mẹ có dài hơn để mà trả lời. Hai con đến đây nè, Khải Anh, Khải Toàn. Và anh chị sẽ có 180 giây để trả lời những câu hỏi mà chương trình đưa ra. 180 giây bắt đầu. Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn là khẩu hiệu của phong trào thể thao nào? Đúng rồi. Ai là tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam thống nhất đất nước? Võ Nguyên Giáp. Chưa đúng. Đúng rồi. Số tự nhiên nào được phát minh trễ nhất? Số 0. Chính xác. Những chiếc bánh kẹp hamburger được đặt tên theo tên của một thành phố ở Đức, đó là thành phố Hamburg, nào? Hamburg, Hamburg, Đức. Chính xác, chúc mừng. Tiến lên nào các con. Tiến lên. Phần quà ở cấp 1 này trị giá 3 triệu đồng. Mời con Khải Anh mở hộp quà của con xem có gì trong. Mạnh á. Đúng rồi. Wow, một cái đồng hồ điện tử. Khải Toàn, hộp quà bên con có gì? Bộ lắp ráp xe vận tải. Hai anh em chọn quà nào? Dạ, đồng hồ. Nhà mà giờ con cái à, rồi ai đeo? Dạ, con nhường em thôi. Rồi, dễ thương chưa? Nhường cho em. Đóng hộp quà bên con lại. Dạ. Đúng rồi, làm ăn phải như vậy chứ. Cấp bậc thứ hai, mình sẽ phải trả lời đúng 3 câu hỏi anh chị nha. Mình còn 159 giây, tiếp tục anh chị nha. Yeah. Thời gian bắt đầu. Tại Việt Nam, thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự là bao lâu? 2 năm. Chính xác. Nhân vật nam chính trong loạt phim Ma Trận The Matrix có tên là gì? Bỏ qua. Nam diễn viên chính trong nghệ thuật tuồng cải lương được gọi là gì? Kép. Chính xác. Việt Nam thuộc múi giờ nào? J+T+7. Chính xác, chúc mừng. Hai con tiến lên bậc thứ hai. Hôm qua ở cấp bậc thứ hai này trị giá 7 triệu đồng. Khải Anh, khui quà. Một cái xe điện, hai bánh thông minh. Khải Toàn, hộp quà của con có gì? Một buổi buffet du thuyền trên bến Bạch Đằng dành cho cả gia đình mình luôn. Wow, thích quà nào? Okay. Cậu em thích ăn buffet, thành ra là anh nhường cho em nữa phải không? Dạ. Vậy thì mình đóng hộp quà bên đây lại. Cả nhà mình sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời trên du thuyền. Chúng ta sẽ đến với cấp bậc thứ 3. Anh chị sẽ phải trả lời đúng 4 câu hỏi. Thời gian chúng ta còn 140 giây. Bắt đầu. Ai là tác giả bài thơ Màu Tím Hoa Sim? Bỏ qua. Công trình cổ đại nổi tiếng nào trên thế giới được xây dựng thực chất là một tuyến phòng thủ dài hàng ngàn km? Lý Trường Thành. Chính xác. Trong thần thoại Hy Lạp, vị thần nào phải đội cả bầu trời trên vai của mình? Chưa đúng. Nữ hoa. Chưa đúng. Bỏ qua. 1 hecta bằng bao nhiêu mét vuông? 10.000 mét vuông. Chính xác. Các hành tinh lớn trong vũ trụ thường có hình gì? Bỏ qua. Loài rắn dùng bộ phận nào để đánh hơi, nhận biết và xác định vị trí con mồi? Dạ. Lưỡi. Chính xác. Người anh hùng nào là nhân vật chính trong trường ca Iliad của Homer? Iliad và Odyssey. Chưa đúng. Bỏ qua. Tam giác có số đo ba góc bằng nhau được gọi là gì? Tam giác đều. Chính xác, chúc mừng. Các con tiến lên. Và ở cấp bậc thứ 3 này, phần quà trị giá 15 triệu đồng. Khải Anh, quà của con có gì trọng vậy? Một chuyến du lịch ở Vũng Tàu dành cho cả gia đình. Khải Toàn, có gì nào? Một máy giặt cửa trước. Chọn phần quà nào đây? Đi Vũng Tàu chơi hay máy giặt? Rồi, hai anh em tính đi. Nhà mình có máy giặt chưa? Dạ rồi. Có rồi, bây giờ chọn thêm cái nữa hả? Dạ.
Quyết định chọn vẫn qua là cái máy giặt. Không, cái chuyến du lịch lại. Cấp bậc thứ tư, mình sẽ phải trả lời đúng 5 câu hỏi. Thời gian còn 96 giây. Các con bình tĩnh, tập trung để cho ba mẹ trả lời câu hỏi nha. 96 giây, bắt đầu. Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió là câu mở đầu trong bài hát nào? Giang Đường Minh Trà. Chính xác. Châu lục nào có nhiệt độ trung bình lạnh nhất thế giới? Châu Mỹ. Chưa đúng. Châu Âu. Chưa đúng. Châu Nam Cực. Chính xác. Năm đức cơ bản của đạo làm người trong Nho giáo bao gồm nhân, lễ, nghĩa, trí, tính được gọi chung là gì? Ngũ thường. Chính xác. Nước ta chính thức lấy tên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào? Năm 1976. Chính xác. Virus Zika là do con vật gì lây nhiễm? Mũi. Chính xác, chúc mừng. Trời ơi, tuyệt vời. 5 câu hỏi mà trả lời đâu trong vòng khoảng chừng 30 giây không tới nữa đó. Quá hay các con, tiến lên nào các con. Phần quà này trị giá 30 triệu đồng. Khải anh ơi, mở quà đi con ơi. Quà 30 triệu lận đó. Một cái piano điện. Bên đây Khải Toàn sẽ là gì? Bộ giường ngủ trẻ em. Các con thích cái nào? Dạ bộ giường ngủ. À, Khải Anh con thích cái gì? Cái đàn. Khải Anh thích cái đàn. Thích đàn nhưng biết đánh đàn không? Các con học đàn bao giờ chưa? Dạ chưa. À, để có gì á, học á, rồi á, ba con chở đi về biết đánh đàn đánh bài luôn. À, nói vậy thì mình chọn cái nào? Dạ đàn đi. À, không chọn giường ngủ nữa hả? Dạ. Đóng hộp giường ngủ lại. Giường. Rồi cái cuối cùng. Bây giờ mình còn 69 giây. Ba mẹ các con sẽ phải trả lời đúng được 6 câu hỏi thì mình mới có được chiếc xe máy tay ga kia. À, trị giá tới 60 triệu đồng lần đó. Các con có muốn đổi thời gian thêm cho ba mẹ không? Dạ thôi. Lỡ như 69 giây này ba mẹ trả lời không được 6 câu làm sao? Dạ nếu không chinh phục được phần quà cuối thì vẫn còn 4 phần quà. Không cần số nhiều. Nhiều là quà là được, không cần biết món quà đó nhiêu tiền. À, được rồi, tùy các con thôi. Các con sẽ quyết định không đổi quà. Với 69 giây này, Đại Nghĩa mong anh chị sẽ tiếp tục lập kỳ tích giống như vừa rồi. Trả lời thật nhanh nha. 69 giây bắt đầu. Đất nước New Zealand thuộc châu lục nào? Chốt. Chưa đúng. Châu Á. Chưa đúng. Bỏ qua. Đàn tam thập lục là tên gọi khác của đàn gì? Đàn tranh. Chính xác. Bán đảo nào nổi liền lục địa Á Âu với lục địa Châu Phi? Bỏ qua. Dưới thời vua nào nước ta có tên gọi là Vạn Xuân? Lý Đầm Đế. Chính xác. Sao Mai và Sao Hôm là hai tên gọi của cùng một hành tinh nào trong hệ mặt trời? Bỏ qua. Nam diễn viên chính của phim Huyền Thoại Bất Tử là ai? Bỏ qua. Tỏi một tép, tỏi cô đơn là đặc sản của địa danh nào? Lý Sơn. Chính xác. Trên bàn cờ trò chơi dân gian ô ăn quan dành cho hai người chơi có bao nhiêu ô? 6 ô. Chưa đúng. 8 ô. Chưa đúng. 10 ô. Chưa đúng. Bỏ qua. Công thức hóa học của các axit vô cơ luôn có nguyên tố nào? Nguyên tố hydro. Chính xác. Chiếc đồng hồ bốn mặt lớn nhất thế giới có tên là gì? Big Bang. Chính xác. Ai là tác giả của bài thơ Tràng Giang? Bỏ qua. Tên húy của vua Lê Đại Hành là gì? Lê Lợi. Chưa đúng. Bỏ qua. 90 nhân 1 phần 2 tức là 90 1 phần 2 bằng nhiêu? 45. Chính xác, chúc Lên đây. Trời ơi anh ơi. Chúc mừng anh chị nha. Trời ơi, chúc mừng hai con trai. Ba mẹ con quá xuất sắc, quá giỏi luôn. Trả lời 6 câu trong vòng 69 giây mà cuối cùng vẫn còn dư 8 giây, có nghĩa là chỉ 61 giây mình trả lời được 6 câu. Trái tim nó rớt ra ngoài luôn anh Đại Nghĩa. Dạ. Nhưng mà không biết anh rớt tim kiểu nào mà anh trả lời hay quá, chứ nhiều người rớt ra tim ra ngoài là không kịp lụm gắn vô luôn á. Mình vẫn kịp bình tĩnh gắn vô và trả lời được 6 câu. Như vậy là cái phần quà hấp dẫn này, một chiếc xe tay ga, đã thuộc về gia đình của bé Khải Anh và Khải Toàn. Nào cả nhà mình xuống đây nào. Thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng ta đã chứng kiến gia đình của bé Khải Anh và Khải Toàn. Hai anh chị quá xuất sắc, chinh phục được cái giải thưởng cao nhất của chương trình một cách hoàn toàn xứng đáng. Một lần nữa chúc mừng cả nhà chúng ta. Và nếu như quý vị khán giả muốn trở thành người chơi của chương trình thì hãy đăng ký với chúng tôi để cả nhà mình sẽ có được những kỷ niệm thật đẹp cũng như là những phần quà hấp dẫn. Chương trình Con Biết Tuốt do Đài Truyền Việt Nam thực hiện. Sẽ gặp lại quý vị khán giả 20 giờ tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền VTV3. Xin chào tạm biệt.